Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn cùng chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai. Kính thưa quý vị, thì Việt Nam đang trải qua đợt làn sóng COVID-19 lần thứ tư và đợt sóng sau thì số lượng người mắc thì lại cao hơn cái đợt sóng trước. Để giảm tải cho các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà sau thời gian 10 ngày nằm viện dựa trên những căn cứ thực tiễn và khoa học. Tiêu chí tối cần thiết là đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Nhằm cung cấp những kiến thức đúng đầy và đầy đủ, Bệnh viện Bạch Mai giới thiệu chương trình hướng dẫn quản lý người bệnh tại nhà. Kính thưa quý vị, thì chương trình tư vấn cùng chuyên gia ngày hôm nay là một chương trình rất là đặc biệt vì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái của Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia của Bộ Tư vấn ngày hôm nay thì đang làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chuyên gia ạ. Vâng, xin chào ban tổ chức. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, anh có thể cho chúng tôi và quý vị khán giả biết được tình hình nơi anh đang làm nhiệm vụ như thế nào không ạ? Vâng, thì chúng tôi được là đưa vào làm nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ cho để mà xây dựng đơn vị hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái đơn vị hồi sức tích cực 500 giường bệnh. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang từng bước xúc tiến để làm sao cho trung tâm nhanh chóng được đưa vào vận hành, tiếp nhận cái người bệnh đầu tiên, dự kiến là vào ngày mai. Vâng, xin cảm ơn những thông tin của anh. Quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook mà đang chúng ta đang live stream đây ạ. Chúng tôi sẽ tập hợp và gửi đến chuyên gia ngay trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái sẽ chia sẻ về chủ đề hướng dẫn quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. Xin trân trọng kính mời anh. Dạ, vâng, xin cảm ơn. Chúng ta bắt đầu ạ. Vâng, thì thực ra hiện nay thì cái yêu cầu của tình hình thực tiễn nó khác với cả cái giai đoạn trước đây. Chúng ta được biết là Việt Nam cho đến nay là làn sóng thứ tư của cái dịch COVID-19. Và trải qua bốn cái làn sóng như vậy thì làn sóng sau nó đưa ra những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi, thách thức mà lớn hơn rất là nhiều so với làn sóng trước. Chúng ta nhìn nhận là làn sóng đầu tiên là vào khoảng đầu năm 2020. Thì lúc đó chúng ta chăm bẵm từng người nhiễm SARS-CoV-2 những cái động tĩnh rất là nhỏ của người nhiễm SARS-CoV-2 chúng ta cũng đều theo dõi hết sức là chi tiết, và tất cả những người nhiễm SARS-CoV-2 tại cái thời điểm đó đều được quản lý trong các bệnh viện, và thậm chí chúng ta giải phóng rất là nhiều khoa, nhiều đơn nguyên, chỉ để nhiều khi là gì, cả một khoa chỉ để điều trị theo dõi một người nhiễm SARS-CoV-2. Vì sao? Vì tại cái thời điểm đó số lượng người nhiễm thì ít, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm đối với cả căn bệnh mới và đặc biệt này. Và khi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng ta dành rất là nhiều nguồn lực, nguồn nhân lực, nguồn vật lực để chúng ta theo dõi điều trị từng ca bệnh một. Và cho đến nay khi mà đã trải qua, hiện nay chúng ta đã có khoảng gần 200.000 người nhiễm, và với cái bề dày kinh nghiệm như vậy cũng như là trên cái đòi hỏi thực tiễn là số lượng người nhiễm ngày một tăng, thì cái cách thức mà chúng ta tiến hành, chúng ta làm như trước đây có lẽ là cũng có những cái điểm cũng cần phải xem xét và rút kinh nghiệm. Khi mà khả năng thu dung của các tỉnh, khi mà khả năng thu dung của địa phương đã bị vượt quá, thì trong trường hợp đó số lượng người nhiễm được phát hiện ra chưa được chuyển đến bệnh viện để điều trị sẽ ngày một nhiều, và nhu cầu thực tiễn đòi hỏi là vậy. Cái câu hỏi đặt ra là những cái người nhiễm mà khi mà trong giai đoạn mà chưa thể đến được bệnh viện, các bệnh viện đã quá tải về cái khả năng thu dung mà chưa thể tiếp nhận được những cái người nhiễm SARS-CoV-2 này, thì những người nhiễm SARS-CoV-2 này thì chúng ta phải chăm sóc, phải hỗ trợ họ như thế nào? Ở câu hỏi đặt ra rất là rõ ràng. Khi người nhiễm đã đến được bệnh viện, đây là vai trò của nhân viên y tế trong bệnh viện. Chúng ta đã có rất là nhiều các cái hướng dẫn, các quy trình về mặt chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, tư vấn vân vân. Thế nhưng mà đối với cả những cái trường hợp mà khi mà lý do khách quan là người ta chưa thể đến được bệnh viện, thì chúng ta làm thế nào, đúng không ạ? Thì hay mà nói nôm na một cách khác là người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn còn ở cộng đồng mà chưa vào được đến bệnh viện, thì chúng ta phải giúp họ ra làm sao. Thì đấy là cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ trong cái buổi chiều ngày hôm nay.
Thế thì chúng ta cũng được biết là cái đại dịch không phải là ở riêng các nước mà chúng ta nói là các nước kém phát triển đâu, mà những nước phát triển thì khi mà số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao thì cái hệ thống y tế nó đều quá tải. Chúng ta nhìn ở trên màn hình thì ở những cái nước phát triển ví dụ như là Mỹ, ví dụ Tây Âu, thì khi mà vào đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 thì đều rơi vào cái tình trạng quá tải của hệ thống y tế. Hệ thống y tế tiếp nhận một lúc một khối lượng rất là lớn người nhiễm và người bệnh, đặc biệt là những người bệnh mà có cái nhu cầu cần phải thở oxy ngày một tăng cao. Đúng không? Chúng ta thấy ở trên hình đấy là những cái chúng ta nhìn những bối cảnh những cái nơi mà tiếp nhận người bệnh nằm la liệt, nằm cả trên giường, nằm cả trên cáng, và đặc biệt là cái nhu cầu thở oxy làm cho họ phải tìm đến bệnh viện, vì rõ ràng là nếu như chỉ là các cái biện pháp chăm sóc đơn giản thì có thể là các cái điểm có thể là cộng đồng, có thể là ở những cái hộ gia đình, nhưng mà rõ ràng khi mà nói đến vấn đề là nhu cầu thở oxy họ phải đến bệnh viện. Nhưng nếu như họ đến bệnh viện mà giường bệnh lại đang bị lấp kín bởi những người bệnh mà thực sự là không cần phải thở oxy, thì trong trường hợp này rõ ràng những người bệnh có nhu cầu, những người bệnh mà đang cần thở oxy, đang rất cần phải nhập viện thở oxy thì lại bị choán chỗ bởi những người bệnh không cần thiết phải nhập viện. Và do đó trong trường hợp này cái việc mà chúng ta nhìn nhận điều tiết để làm sao những người có nhu cầu thực sự được phục vụ đúng cái nhu cầu thực sự này ở tại bệnh viện thì hết sức là quan trọng trong bối cảnh đại dịch. Đại dịch nghĩa là gì? Là số lượng bệnh nhân tăng lên rất là cao, số lượng người bệnh tăng lên rất cao, đúng không? Và hệ thống y tế vốn dĩ sẵn có của chúng ta sẽ không thể đương đầu, không thể đáp ứng nổi với tình hình. Thế thì vậy thì thực sự là khi mà người ta bị COVID thì có phải là ai cũng cần phải vào viện để mà điều trị ngay lập tức hay không? Thì theo thống kê, chúng tôi cũng xin được cái con số này là từ tiểu ban điều trị của Bộ Y tế. Thì thống kê cho đến ngày 29 tháng 7 thì thực sự là đa số các trường hợp mà nhiễm COVID của chúng ta là những trường hợp chưa có triệu chứng, đúng không ạ? Khoảng độ 56,7% là chưa có triệu chứng. Và thêm vào đó khoảng độ gần 30% các trường hợp là biểu hiện lâm sàng nhẹ. Đấy là những trường hợp mà có lẽ cái tác động của người thầy thuốc, có lẽ cái việc mà những người đó mà vào trong cái bệnh viện thì nó có thể lại tạo một cái hiệu quả là tiêu cực, ảnh hưởng đến cái việc những người có nhu cầu thực sự, những người mà có bệnh biểu hiện ở mức trung bình, ở mức nặng, cần phải thở oxy, thậm chí cần phải thở máy, cần phải các can thiệp xâm nhập khác vân vân, thì lại không có đủ chỗ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta biết là nếu mà tính tổng số là những trường hợp chưa có triệu chứng và những trường hợp lâm sàng nhẹ thì chiếm đến hơn 3/4 các trường hợp. Hơn 3/4 các trường hợp như vậy thì rõ ràng nếu như chúng ta có thể đưa ra được các biện pháp chăm sóc hỗ trợ họ trong thời gian mà chúng ta vẫn đang điều phối để sắp xếp cho họ một chỗ ở trong bệnh viện thì rất là đáng quý. Và khi mà chúng ta lại nhìn nhận lại bản chất cái căn bệnh COVID-19 này là bệnh do virus gây nên, khi người bệnh chưa có các nhu cầu cần phải thở oxy, cần phải hỗ trợ về mặt hô hấp, cần phải hỗ trợ về chức năng của các cơ quan bộ phận, thì cái biện pháp điều trị hết sức là đơn giản. Đó chỉ là gì? Là nghỉ ngơi, là giữ vệ sinh mũi họng, uống đủ nước, rồi đảm bảo dinh dưỡng. Nếu như có sốt thì dùng thuốc hạ sốt. Ở đây chúng ta dùng paracetamol liều 10 đến 15 mg trên kg mỗi lần. Rồi nếu như mà người nhiễm mà có ho thì có thể dùng thuốc giảm ho, ho khan liên tục thì cần phải dùng thuốc giảm ho, đúng không ạ? Và cái biện pháp quan trọng nhất trong tất cả các biện pháp điều trị ở đây chính là gì? Là theo dõi tiến triển của bệnh. Theo dõi tiến triển của bệnh thì tại sao lại phải theo dõi tiến triển của bệnh? Vì cái căn bệnh này nó có những cái điểm đặc thù về mặt diễn biến. Chúng ta rà soát lại về diễn biến bệnh COVID-19. Bệnh COVID-19 thì nó trải qua các giai đoạn. Giai đoạn đầu là không triệu chứng và bệnh nhẹ. Sau đó bệnh nặng lên. Rồi nếu những trường hợp mà không khắc phục được, không điều trị được
thì bệnh nhân đi vào giai đoạn bệnh nguy kịch tử vong vân vân. Thế thì không phải trường hợp nào cũng xuất hiện trải qua tất cả các giai đoạn này. Đối với cả những trường hợp mà người trẻ khỏe mạnh, thường là những người dưới 50 tuổi, trong đó kể cả các em, kể cả các em bé, thì thường những trường hợp này biểu hiện bệnh thường là không có triệu chứng hoặc là có những biểu hiện nhẹ, ví dụ như là sốt, mệt, rồi ho khan, có một tí tổn thương kính mờ trên X quang phổi, có tổn thương viêm phổi, đúng không ạ? Thì những trường hợp này thì chiếm khoảng độ 80%. Thế qua thời gian, đúng không ạ? Trong vòng từ kể từ ngày khởi phát khoảng độ một tuần lễ sau đó, theo diễn biến tự nhiên của bệnh thì khoảng một tuần lễ sau đó thì những biểu hiện nặng nó mới xuất hiện. Những biểu hiện nặng trong trường hợp này có thể là khó thở, có thể là bệnh nền nặng lên và cần phải có nhu cầu vào các đơn vị hồi sức tích cực, đúng không? Thì những cái trường hợp nặng chiếm khoảng độ 10-15%, thường gặp ở những người mà trên 65 tuổi, đúng không? Thế thì những cái trường hợp nặng này nếu như mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không phát hiện được ngay từ đầu người ta đến với chúng ta là bệnh nhẹ mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không theo dõi cái giai đoạn 8, một tuần, 8 ngày gì đó sau đó, thì sao? Thì khi một người bệnh bước vào giai đoạn bệnh nặng, chúng ta không phát hiện được thì chúng ta có thể bỏ sót những trường hợp nặng. Và khi mà bỏ sót những trường hợp nặng này mà chúng ta không can thiệp, không hỗ trợ, thì người bệnh rõ ràng có cái nhu cầu cần phải hồi sức, có nhu cầu cần phải hỗ trợ về mặt chức năng của hô hấp, của tuần hoàn mà không được hỗ trợ thì bệnh có thể diễn ra nguy kịch, đi vào cái giai đoạn nguy kịch, suy hô hấp tiến triển lên rồi sốc, rồi suy đa phủ tạng vân vân và tử vong. Và tính chung hiện nay thì tử vong khoảng độ 5% trở lại, đúng không ạ? Thế thì tử vong 5% đấy thì cũng hay gặp ở những người mà cao tuổi, ví dụ những người trên 70 tuổi. Thì chúng ta biết là vậy thì theo cái diễn biến của bệnh COVID-19 này, cái giai đoạn bản lề, cái giai đoạn quan trọng, đấy là cái giai đoạn khoảng cuối tuần thứ nhất, đúng không ạ? Và đấy chính là một trong yêu cầu khi mà chúng ta nói đến theo dõi người bệnh, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2, khi trước khi đến bệnh viện, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà, thì chúng ta cần phải lưu tâm đến cái giai đoạn quan trọng là giai đoạn 7 đến 10 ngày này, đúng không? Thế thì giai đoạn 7 đến 10 ngày này, nếu như mà chúng ta đánh giá, xem xét người bệnh không có các biểu hiện nặng lên, thì rõ ràng trong trường hợp này thì khả năng là người bệnh tiến triển rất là thuận lợi. Nhưng nếu mà có các biểu hiện nặng thì người bệnh cần phải được xử lý ngay, đặc biệt là cần phải đưa đến bệnh viện ngay, đúng không? Thế thì Bộ Y tế vừa rồi thì cũng đã ra được cái phân loại nguy cơ và đưa ra các cái biện pháp xử trí phù hợp theo cái phân loại nguy cơ này. Thì nếu như mà người nhiễm SARS-CoV-2 sau khi khẳng định được là đã nhiễm SARS-CoV-2, tức là cái con virus cái COVID đấy ạ, vâng, thì nếu như mà chúng ta đánh giá phân mức được nguy cơ, nếu mà nguy cơ thấp thì cũng vẫn có thể là gì? À, có thể là chuyển các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 ban đầu, hoặc là gì? Là điều trị ngoại trú tại nơi cư trú, tức là gì? Là có thể là chăm sóc, theo dõi trước khi đến bệnh viện, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì thế nào là những cái trường hợp mà nguy cơ thấp? Nguy cơ thấp là những trường hợp mà tuổi dưới 64 tuổi, không có bệnh nền, đúng không ạ? Thì đã từng tiêm đủ 2 liều vaccine rồi, rất là tốt, như vậy thì là nguy cơ thực sự là thấp, đúng không ạ? Thế còn nếu như mà chúng ta đối chiếu về mặt triệu chứng, có cái biểu hiện bệnh chưa, thì nếu mà chưa có biểu hiện bệnh hoặc thậm chí là có biểu hiện bệnh rồi nhưng những biểu hiện này là những biểu hiện nhẹ thì cũng hoàn toàn có thể xếp vào phân mức nguy cơ thấp. Những biểu hiện nhẹ thì nó có thể là rất là đa dạng. Tuy nhiên chúng ta có thể, chúng ta phải đánh giá thêm về cái điểm là SpO2. SpO2 hay nói cách khác là độ bão hòa oxy ở trong máu. Trong máu thì vận chuyển oxy là chính là các cái hemoglobin ở trong hồng cầu. Nếu hemoglobin ở trong hồng cầu mà bão hòa đầy đủ oxy, tất cả hemoglobin đều mang, đều vận chuyển tốt đầy đủ oxy, thì rõ ràng cái khả năng trao đổi oxy, khả năng hấp thu oxy là tốt, đúng không? Thế và trong trường hợp này thì SpO2 cao hay thấp nó đánh giá cái khả năng hấp thu oxy của cơ thể tốt hay không, và khả năng hấp thu oxy của cơ thể trong trường hợp này nó cũng thể hiện được cái chức năng hô hấp,
đúng không? Thế thì nếu như mà độ bão hòa oxy trên 95% giống như những người bình thường khác, đúng không? Thì những trường hợp này vẫn là mức nguy cơ thấp. Thế tóm lại, những người ở mức nguy cơ thấp này thì xử trí như thế nào? Chúng ta có thể chuyển đến các cơ sở thu dung điều trị ban đầu, tức là ở cái phân tầng thấp nhất trong cái các cái nấc thang điều trị COVID, trong các cái nấc thang cơ sở điều trị COVID-19. Hoặc chúng ta cho thì gì à, điều trị ngoại trú tại nơi cư trú, theo dõi tại cộng đồng và chờ gì à, chờ để nhập viện, đúng không? Thế thì trong cái giai đoạn để mà chúng ta nói là chờ nhập viện này thì người nhiễm cần phải làm gì? Thứ nhất là người nhiễm cần phải tự theo dõi sức khỏe. Bản thân mình thì phải theo dõi sức khỏe cho bản thân mình thôi. Và khi mà có tình trạng sức khỏe thay đổi thế nào thì phải thông báo cho nhân viên y tế, đúng không ạ? Đặc biệt là cái yêu cầu thông báo tình trạng sức khỏe hàng ngày cho nhân viên y tế. Rồi cái người nhiễm SARS-CoV-2 này cũng cần phải có được cái số điện thoại liên lạc để làm sao khi có ngay cái tình trạng cấp cứu thì phải liên lạc ngay nhân viên y tế, để điểm hết sức là quan trọng. Thì nếu mà không có kết nối với nhân viên y tế thì cái việc mà người nhiễm SARS-CoV-2 ở nhà chờ nhập viện vân vân thì cũng rất là nguy hiểm. Cần phải có một số điện thoại liên lạc ngay để nhân viên y tế có thể có các biện pháp xử trí, hỗ trợ, đặc biệt là vận chuyển cấp cứu vào ngay bệnh viện khi mà người nhiễm SARS-CoV-2 có tình trạng cấp cứu, đúng không? Và hàng ngày thì cái người nhiễm SARS-CoV-2 này phải tự đánh giá lại xem mình ở mức độ nguy cơ còn thấp hay là không, đúng không? Ví dụ như là có những thêm những biểu hiện mới, SpO2 tụt xuống thì lại chuyển sang phân mức nguy cơ khác rồi, thì trong trường hợp này lại là cái xử trí lại phải tương ứng theo cái phân mức nguy cơ đó, đúng không ạ? Cái phân mức nguy cơ khác, ví dụ là phân mức nguy cơ cao hơn mức thấp, đấy là mức gì ạ? À, mức trung bình. Mức trung bình thì bao gồm những trường hợp nào? Đó là những trường hợp trên 65 tuổi hoặc dưới 65 tuổi, tức là từ 64 tuổi trở xuống nhưng mà lại có kèm theo bệnh nền, hoặc là phụ nữ mang thai, hoặc là người, hoặc là trẻ dưới 5 tuổi. Trẻ dưới 5 tuổi thì thực ra cái yêu cầu là cần phải có cái người chăm sóc thì rất là quan trọng, vì dưới 5 tuổi thì thường là trẻ rất là khó trong cái việc là tự chăm sóc bản thân. Thế rồi ở cái phân mức nguy cơ trung bình này thì chúng ta cũng thấy là có thể có biểu hiện bệnh, và cái mức độ biểu hiện bệnh ở mức độ trung bình nó thể hiện là gì à? Đại diện cho cái chỉ điểm này chính là SpO2, là SpO2 từ 92% đến 94%, đúng không ạ? Thì đây là cái mức trung bình. Đối với những trường hợp mức độ trung bình này thì phải đưa người ta vào viện, đúng không ạ? Người nhiễm thì phải được đưa vào viện. Nhưng mà trong thời gian chờ nhập viện, rõ ràng không phải lúc nào chúng ta nói đến chuyện là đưa nhập vào viện rồi nhập viện, chỉ định nhập viện thì cũng đều có thể là làm ngay lập tức được, vì nó còn nhiều lý do khách quan, có giường bệnh không, có phương tiện vận chuyển không, vân vân và vân vân. Thì trong thời gian chờ nhập viện này thì cũng vẫn yêu cầu những người nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, và đặc biệt nhất là trong thời gian chờ nhập viện này cũng vẫn phải tiếp tục có kết nối với nhân viên y tế để thông báo, liên lạc ngay nhân viên y tế khi có tình trạng cấp cứu, đúng không? Vâng. Cái thời gian chờ nhập viện này thì hiện nay chúng tôi cũng xem xét thì cũng có những trường hợp cũng phải chờ nhiều ngày. Nhưng mà sau nhiều ngày có thể tình trạng này diễn biến hồi phục, người nhiễm SARS-CoV-2 tình trạng thì tốt lên thì chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà trong những trường hợp mà tình trạng mà lại xấu đi, ấy đặc biệt là xuất hiện tình trạng cấp cứu, thì trong trường này cái mức nguy cơ là chuyển thành cao rồi, đúng không ạ? Mức nguy cơ cao ở đây bao gồm những trường hợp nào? Đó là những trường hợp trên 65 tuổi và có bệnh nền, hoặc là có tình trạng cấp cứu, đúng không ạ? Tình trạng cấp cứu ở đây thì trong này chúng ta cũng có thể xem ví dụ như là các tình trạng thay đổi về mặt ý thức, người lơ mơ, lú lẫn, hoặc là không nhớ rõ, hoặc là có tình trạng kích thích bồn chồn vân vân. Thế rồi kèm theo đó thì có thể là có thay đổi về các cái nhịp tim, thay đổi về huyết áp, thay đổi về nhịp thở, đúng không? Thế mà nếu mà chúng ta lại đối chiếu đến cái tiêu chí là độ bão hòa oxy, nó thể hiện phản ánh về cái vấn đề chức năng hô hấp, thì sao? Thì độ bão hòa oxy dưới 92%, đấy là mức nguy cơ cao, đúng không? Và những trường hợp mức nguy cơ cao này thì chúng ta cần phải cho nhập viện ngay, đến ngay được các bệnh viện điều trị COVID nặng, đúng không ạ? Thế thì trên địa bàn của các tỉnh,
Chúng tôi ví dụ như hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh ạ, thì có rất là nhiều các cái bệnh viện điều trị, những đơn vị, những cơ sở để điều trị COVID nặng, đúng không ạ? Thì chúng ta cho nhập viện ngay ở đó, đúng không ạ? Thế thì ai là cái người cho nhập viện ngay ở các bệnh viện điều trị COVID nặng? Đấy chính là cái người nhân viên y tế có được kết nối với cái người nhiễm này, đúng không ạ? Thế thì người nhiễm cũng không tự mình đi thẳng đến các bệnh viện này, đúng không ạ? Và trong trường hợp này thì đây lại là thể hiện cái vai trò hỗ trợ của nhân viên y tế. Nhân viên y tế phải hỗ trợ người nhiễm SARS-CoV-2 nếu đặt ra vấn đề là người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn còn đang ở cộng đồng. Và trong trước và trong và sau khi vận chuyển đến bệnh viện thì đều cần phải được hỗ trợ tốt để mà xử trí về mặt cấp cứu, đúng không? Thế thì cái quan trọng bậc nhất trong trường này là làm thế nào là người nhiễm SARS-CoV-2 thì có thể an toàn ở cộng đồng. Thì rõ ràng cái việc mà nhận biết được đâu là tình trạng cấp cứu để mà liên lạc với cả người nhân viên y tế rất là quan trọng. Thì cái tình trạng cấp cứu nó bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Chúng ta có thể thấy được ví dụ như rối loạn về mặt ý thức. Ý thức là gì? Là mức độ thức tỉnh. Mức độ thức tỉnh mà bị ảnh hưởng, bị đe dọa. Người nhiễm lơ mơ, không nhớ rõ, hoặc là có những cái thể hiện là có những cái hành vi hoặc là có những cái tác động không không tích cực của cái tình trạng ý thức, thì trong trường hợp này thì chúng ta đánh giá là rối loạn ý thức, đúng không? Thế bên cạnh rối loạn ý thức thì còn có thể là cái tình trạng là khó thở, thở nhanh trên 30 lần một phút, hoặc là SpO2 dưới 92%. Rồi nhịp tim nhanh hơn bình thường, 100, lên đến 120 nhịp một phút trở lên. Thế rồi là huyết áp tụt dưới 90 mm thủy ngân tối đa, rồi dưới 60 mm thủy ngân tối thiểu, vân vân. Và bất kỳ dấu hiệu nào mà người nhân viên y tế nhận thấy là đấy là tình trạng cấp cứu thì đều coi là tình trạng cấp cứu để phải xử lý, để phải đưa vào viện, để mà đưa vào bệnh viện để mà xử lý ngay, đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp mà người nhân viên y tế đã đến được, đã tiếp cận được với cả cái người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thì cái người nhân viên y tế quyết định. Nhưng trong trường hợp mà người nhân viên y tế chưa kịp đến và hỗ trợ từ xa, hoặc là trước mắt của cái người nhiễm SARS-CoV-2 chưa thấy nhân viên y tế, thì người nhiễm SARS-CoV-2 cũng cần phải đánh giá được, phải hoặc là những người xung quanh, những người chăm sóc cũng cần phải đánh giá được để đấy có phải là tình trạng đấy có phải là tình trạng cấp cứu hay không, đúng không? Thế thì để mà đánh giá được cái tình trạng cấp cứu này thì chúng ta rất là đơn giản thôi, chúng ta học cách đếm nhịp thở, đúng không ạ? Cái đặt tay lên trên ngực và một tay đặt trên ngực, còn ở mắt thì mình nhìn vào đồng hồ, đúng không ạ? Và ta thư giãn để ta đếm xem là vậy thì thực sự 1 phút, trong 1 phút thì cái lồng ngực nó theo nhịp thở, nó di động theo nhịp thở là bao nhiêu nhịp 1 phút, đúng không ạ? Và cái việc mà thay đổi theo nhịp thở, cái lồng ngực di động theo nhịp thở như thế thì chúng ta có thể dùng bàn tay, cả bàn tay lên ngực để chúng ta đánh giá, đúng không ạ? Ví dụ trên hình đây có một chị là đang đặt tay lên ngực để đánh giá xem nhịp thở của mình thế nào. Thế rồi là chúng ta có thể là lấy đặt tay lên bắt mạch ở cổ tay, đúng không ạ? Ở cổ tay có mạch đập, đúng không ạ? Chúng ta có thể bắt mạch như vậy để đánh giá xem trong 1 phút mình đập là bao nhiêu. Thế rồi là đo độ bão hòa oxy, đo SpO2, độ SpO2 chính là độ bão hòa oxy trong máu. Thì chúng ta có thể là dùng cái các phương tiện khác nhau, ví dụ như trên hình chúng ta có một cái máy đo SpO2 ở đầu ngón tay, đúng không ạ? Chúng ta đo ở đầu ngón tay thì thông thường các cái phương tiện mà đo độ bão hòa oxy này cũng cho chúng ta biết được là mạch là bao nhiêu, rất là thuận lợi, đúng không ạ? Thế rồi đo huyết áp, chúng ta hiện nay cũng có rất là nhiều phương tiện để đo. Ở đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo là có thể là hộ gia đình chúng ta có thể trang bị một cái huyết áp kế điện tử, đúng không ạ? Đo rất là thuận lợi, quấn băng huyết áp vào, bấm nút và chúng ta chờ đợi, chúng ta xem là vậy thì huyết áp là bao nhiêu, kèm theo đó là mạch là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì bệnh COVID-19 thì biểu hiện trên thực tế nó rất là đa dạng, các triệu chứng rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là những triệu chứng hay gặp là những triệu chứng nào để chúng ta ghi nhận, chúng ta biết được mức độ triệu chứng của cái người nhiễm SARS-CoV-2 là như thế nào, đúng không ạ? Thì thường hay gặp, triệu chứng hay gặp nhất chính là ho và sốt. Bên cạnh đấy thì còn có là đau cơ, đau đầu, đúng không ạ? Rồi đau họng, một số trường hợp thì có khó thở.
Số ít các trường hợp thì có tiêu chảy, nôn, buồn nôn. Trong các cái biểu hiện thì có những biểu hiện mà tương đối là đặc thù cho bệnh COVID-19, đó là mất ngửi, rồi không có cái cảm giác khi mà nếm thức ăn, gọi là mất vị giác, đúng không ạ? Thì đấy là những cái biểu hiện của bệnh COVID-19. Thế và thực tế là cái biểu hiện của bệnh COVID-19 còn có thêm cả những biểu hiện ngoài da nữa. Nhiều khi chúng ta không để ý biểu hiện ngoài da, chúng ta cứ nghĩ là dị ứng, chúng ta cứ nghĩ là côn trùng đốt vân vân, nhưng thực tế có thể lại là biểu hiện ngoài da của bệnh COVID-19, đúng không ạ? Thế thì để mà đánh giá phân mức nguy cơ thì chúng ta cũng cần phải biết đâu là những cái trường hợp bệnh nền mà có nguy cơ cao. Thì chúng tôi cũng tạm đưa vào đây một loạt các danh sách những cái trường hợp bệnh nền mà đã xác định được là có nguy cơ cao, gia tăng cái nguy cơ đối với cả người nhiễm SARS-CoV-2. Đấy là gì? Là tiểu đường, rồi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các loại ung thư, các loại bệnh thận mãn tính, rồi người bệnh ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc. Những trường hợp mà béo phì, thừa cân cũng là yếu tố nguy cơ mà làm cho bệnh có thể diễn tiến nặng lên. Thế rồi là bệnh tim mạch, ví dụ như bệnh suy tim, các bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh lý mạch máu não, rồi những người bị đau, đúng không? Những người bị HIV/AIDS, suy giảm miễn dịch thì cũng là cái yếu tố bệnh nền có nguy cơ cao. Rồi các cái bệnh lý thần kinh, kể cả những cái trường hợp sa sút trí tuệ cũng làm cho cái việc chống đỡ với căn bệnh này rất khó khăn. Rồi bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh hen, tăng huyết áp, thiếu hụt miễn dịch, bệnh gan, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, dùng corticoid. Corticoid là cái chất, cái thuốc mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể, đúng không? Dễ nhiễm khuẩn. Thế rồi là các loại bệnh hệ thống, một mặt bệnh lý đã gây rất là nhiều thay đổi về mặt cấu trúc, về mặt chức năng của cơ thể, nhưng mặt khác nó cũng đòi hỏi là sử dụng nhiều cái loại thuốc làm giảm cái khả năng đề kháng, khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể, đúng không? Thì rất nhiều các loại bệnh nền có nguy cơ cao, để chúng ta xem xét, chúng ta nhìn nhận những cái bệnh nền này để đánh giá nó là cái chỉ điểm để cho người nhiễm cần phải được đưa đến bệnh viện để mà theo dõi, đúng không? Thế thì người nhiễm SARS-CoV-2 tự theo dõi sức khỏe thì cần phải làm gì? Thì rõ ràng trong trường hợp này, cái điểm quan trọng thứ nhất, chúng ta cần phải làm cho người nhiễm SARS-CoV-2 phải hiểu tự theo dõi sức khỏe, thì không được tự động đi đến các bệnh viện, hoặc không được tự động đi ra ngoài đường, không được tự động sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, để làm sao tránh lây nhiễm, tiếp tục lại làm cho bệnh nó gieo rắc ra những cái nơi khác hoặc ra những người khác, đúng không ạ? Thế thì làm thế nào khi mà cần đến bệnh viện? Khi cần đến bệnh viện, ví dụ như trong trường hợp mà theo dõi sức khỏe mà thấy có tình trạng nặng, có tình trạng cấp cứu, thì người nhiễm SARS-CoV-2 hoặc là người chăm sóc sẽ gọi điện đến cái số điện thoại đã được cung cấp của nhân viên y tế. Để làm gì? Để người nhân viên y tế đó sẽ đánh giá, xem xét tình trạng và cái phương tiện để đưa người nhiễm SARS-CoV-2 này đến bệnh viện, đó chính là xe cấp cứu chuyên dụng, đúng không? Chứ không tự động đến các bệnh viện, đúng không? Thế thì người nhiễm SARS-CoV-2 thì cần tự theo dõi triệu chứng của bản thân, và nhân viên y tế yêu cầu mình theo dõi những gì, ví dụ như là theo dõi về nhiệt độ này, theo dõi về nhịp thở này, về toàn bộ cơ thể mình có những biểu hiện bất thường gì này, thì người nhiễm SARS-CoV-2 cần phải thông báo trung thực cái tình trạng sức khỏe của bản thân cho nhân viên y tế, đúng không ạ? Và tự theo dõi khi mà có các biểu hiện nặng thì phải đến bệnh viện thôi. Bệnh viện nặng có thể rất là đa dạng, nhưng chúng tôi ở đây đơn cử ví dụ là gì? Khó thở, đúng không? Thở cứ thấy hụt hơi. Khi người ta bình thường người ta thở thì chúng ta cũng không quan tâm, không để ý, không ai để ý đến việc mình thở thế nào. Nhưng khi mà chúng ta thấy là rõ ràng thở có vấn đề, thì đấy chính là một trong các dấu hiệu đầu tiên thể hiện là có khó thở. Sau đó thì nếu như mà người nhiễm SARS-CoV-2 đến nhịp thở, đúng không? Đặt tay lên ngực rồi nhìn đồng hồ đếm nhịp thở để xem là trong một phút cái lồng ngực di động bao nhiêu lần, đúng không? Nhịp thở nhanh từ 25-30 nhịp phút trở lên, đấy là những cái tình trạng mà phải liên hệ với cả y tế ngay. Thế rồi là đau tức ngực thường xuyên, nó thể hiện bệnh đã và diễn biến vào cái giai đoạn có thể từ trung bình trở lên rồi, đến mức độ trung bình nặng rồi. Rồi lú lẫn, rồi ngủ rũ lơ mơ, và đặc biệt là cảm giác rất là mệt, đúng không ạ? Cái cảm giác mệt này nhiều khi nếu mà chúng ta không cân đo đong đếm được, và chúng ta chỉ nói là mệt, thế thì nhiều người cũng bảo ốm thì ai chả mệt.
Nhưng nếu như mà chúng ta mà lại bỏ sót mà không để ý là mệt này là một trong các biểu hiện diễn biến nặng của bệnh COVID mà chúng ta không thúc đẩy được cái người nhiễm SARS-CoV-2 đến được bệnh viện thì có thể điều trị rất là khó khăn, đúng không ạ? Thế rồi các biểu hiện tím, đúng không ạ? Tím môi, tím móng, móng tím đầu, móng tay, móng chân. Đấy là những biểu hiện mà của tình trạng là vừa là suy hô hấp nhưng cũng có thể là suy tuần hoàn. Và bất kỳ tình trạng bất ổn nào mà người nhiễm SARS-CoV-2 nghĩ rằng đấy là tình trạng cấp cứu thì đều nên cần liên hệ với nhân viên y tế. Nguyên tắc ở đây là đảm bảo an toàn. Thế chúng tôi cũng nói luôn là nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 rất là ngại, bảo về nhà rồi rất là ngại cầm cái điện thoại lên gọi cho cái số điện thoại đã được cung cấp. Nhưng mà rõ ràng cái ngại ngần đó nó để lại hậu quả là gì? Là bệnh nặng mà không phát hiện kịp, đúng không ạ? Thì chúng ta tuyệt đối tránh cái việc đó. Và chúng tôi cũng nghĩ cái việc mà chúng ta liên hệ có thể là quá hơn một mức, thừa hơn một mức, nhưng còn hơn là để chậm trễ là trả giá bằng sức khỏe, là thậm chí trả giá bằng sinh mạng, đúng không ạ? Thì trường hợp nào mà mình nghĩ là bất ổn thì cần phải gọi điện ngay. Thế nếu mà những trường hợp mà không thấy bất ổn thì sao? Thì người nhiễm SARS-CoV-2 thì cần được nghỉ ngơi, uống nước thường xuyên, đúng không ạ? Các loại nước mà bình thường mình vẫn uống thì mình ví dụ như trong trường hợp mà uống nước thì chúng tôi thấy cũng nhiều quan điểm khác nhau, có người là cầm cả chai nước nửa lít tu ngực. Thực ra trong trường hợp này chúng ta cũng cần phải uống nhiều nước hơn một chút, nhưng không có nghĩa là chúng ta là uống một lượng lớn một lúc. Chúng ta uống nước thường xuyên có nghĩa là chốc một chúng ta lại uống, để làm sao máu đưa được cái nước đó vào đường thở để cho đường thở không bị khô. Cái đấy quan trọng. Đường thở mà không bị khô thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn, ho, cái cảm giác ho nó sẽ đỡ khó chịu hơn, đúng không ạ? Thế rồi bên cạnh đấy thì người nhiễm thì không nên bỏ bữa, đúng không ạ? Bỏ bữa thì không có cái dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể thì cơ thể sẽ không có đủ dinh dưỡng, không có đủ khả năng để chống đỡ với cả bệnh tật. Và nếu như sốt thì cứ cách khoảng độ 4 đến 6 giờ thì người nhiễm cần phải uống một viên thuốc paracetamol 0,5 gram, đúng không ạ? Đấy, bên cạnh đấy nếu có đau đầu, đau người nhiều thì cũng nên uống paracetamol. Paracetamol là cái loại thuốc chúng ta có thể mua, chúng ta để sẵn ở trong ở nhà. Đấy, và chúng ta chú ý là cũng không phải là uống nhiều viên, uống một lúc 2 viên, 3 viên nó đỡ hơn, mà liều lượng là chỉ là một viên và cứ cách 4 giờ đến 6 giờ thì uống một viên, đúng không ạ? Ê, đối với cả những cái trường hợp mà người nhiễm SARS-CoV-2 chưa đến được bệnh viện thì vẫn ở trong nhà, đúng không ạ? Vẫn ở trong nhà thì những trường hợp nào mà vẫn có thể cho phép là ở trong nhà để mà tiếp tục theo dõi được, đấy là thứ nhất là cái người nhiễm phải có cái nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn. Chứ ở 50, ở 5, ở 5 người trong một cái nhà nhưng mà là gì à, không có khu riêng biệt, không có nhà vệ sinh riêng, nhà tắm riêng vân vân, thì dễ dẫn đến tình trạng là tất cả mọi người cũng sẽ lây lẫn nhau. Và cái lây lẫn nhau trong trường hợp này thì cũng rất là khó giải quyết. Một người mà bị bệnh, mọi người trong nhà thì chăm chút được, nhưng mà cả nhà mà cùng bị bệnh nhiều khi cũng rất là khó khăn. Mà cả nhà bị bệnh, khi mà cả nhà bị bệnh mà không có triệu chứng thì mọi người lại bảo à thế thì dễ quá, chăm lẫn nhau. Nhưng mà cả nhà mới bị bệnh mà đều có triệu chứng rồi đều có cảm giác là mệt rồi sốt vân vân, thì cái việc chăm sóc lẫn nhau trong trường hợp này cũng khó khăn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điều kiện tiên quyết để cho người nhiễm SARS-CoV-2 được chăm sóc tại nhà đó phải là có nhà ở tự đảm bảo được riêng biệt, đúng không ạ? Phòng ở, ví dụ phòng ở cũng phải có nhà vệ sinh riêng, đúng không ạ? Có nhà tắm riêng để làm sao đảm bảo được tối thiểu cái yêu cầu là cách ly. Ê, ví dụ như là dùng điều hòa nhiệt độ thì cũng nên dùng điều hòa nhiệt độ riêng. Chứ nếu như mà nhiều người ở thuê chung một khu trọ rồi lại có người nhiễm SARS-CoV-2, một người nhiễm SARS-CoV-2 ở trong đó thì những người còn lại thì rất là khó trong cái việc là tách bạch để làm sao ngăn ngừa sự lây nhiễm SARS-CoV-2. Thế rồi để làm sao đảm bảo được cho cái việc phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 thì người nhiễm phải được cung cấp đầy đủ thức ăn và nhu yếu phẩm để cho người nhiễm không có nhu cầu phải đi ra khỏi phòng của mình. Ngồi ở trong phòng và được cung cấp đầy đủ thức ăn và nhu yếu phẩm là một biện pháp quan trọng để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. Thì cũng không ít trường hợp là vì không có đủ thức ăn, thiếu đồ nọ đồ kia mà người ta đi ra khỏi cái khu vực mà được quy định
là cách ly, rồi gây ra những cái hậu quả lại lây nhiễm cho những người khác. Thì thực sự cái việc cung cấp đầy đủ thức ăn và nhu yếu phẩm là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cái việc thực hiện khuyến cáo 5K, đúng không ạ? Thì chúng tôi thấy là tự chung lại, cho dù là ở khu cách ly tập trung hay là ở nhà, cái việc mà thực hiện khuyến cáo 5K là những biện pháp then chốt cơ bản để phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan trong cộng đồng, tiếp tục lây lan cho những người khác. 5K trong trường hợp này thì chúng ta chú ý luôn luôn đeo khẩu trang, đúng không ạ? Là biện pháp quan trọng nhất. Thứ hai, thường xuyên rửa tay. Thứ ba, đảm bảo giữ được khoảng cách 2 mét với những người khác, không tập trung đông người và thường xuyên khai báo y tế. Đấy là những cái biện pháp quan trọng. Thế còn các cái bề mặt ở trong cái phòng thì cũng phải thường xuyên làm sạch, đúng không ạ? Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc thì phải được làm sạch thường xuyên. Đó là bề mặt của điện thoại, của điều khiển từ xa, mặt bàn, rồi tay nắm cửa, rồi bàn cạnh giường ngủ, rồi thậm chí là gì là nền nhà, đúng không ạ? Thì những cái chỗ mà có nguy cơ là virus bám ở trên đó, có thể là virus tồn tại lâu ở trên đó thì cần phải được làm sạch và khử khuẩn. Thì có thể là quét gom rác thải và thùng rác, và sau đó là gì? Là dùng khăn tẩm cồn lau sạch các bề mặt vật dụng. Đối với cả những cái bề mặt như mặt sàn, mặt bàn, phòng tắm, nhà vệ sinh vân vân thì có thể dùng rẻ lau tẩm chloramin B. Chloramin B thì hiện nay rất là dễ dàng kiếm được. Chúng ta nhiều khi chúng ta cũng chỉ cần là đề nghị ở trạm y tế xã phường thì trạm y tế xã phường cũng sẽ cung cấp ngay chúng ta vài gói, đúng không ạ? Chúng ta pha để làm sao chúng ta có thể lau được các cái bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chloramin B. Sau khi lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chloramin B một lượt, chúng ta có thể lau lại bằng nước, vì chloramin B ở trên các cái bề mặt của các cái loại máy móc thiết bị thì nó dễ ăn mòn, cho nên là sau khi lau bằng chloramin B xong, cái sự tiếp xúc với các cái bề mặt đã diễn ra thì chúng ta lau lại bằng nước, đúng không ạ? Vâng. Và để mà người nhiễm SARS-CoV-2 có thể được chăm sóc một cách an toàn, hiệu quả mà không lây nhiễm, không tăng thêm nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng, thì nó đòi hỏi nỗ lực không phải chỉ của riêng người nhiễm SARS-CoV-2 mà là còn sự hỗ trợ của rất là nhiều các bộ phận của những người chăm sóc, là những người thân, những người gần gũi bên cạnh người nhiễm SARS-CoV-2, rồi những người mà làm công tác ở cộng đồng, tổ COVID cộng đồng, rồi bên cạnh đấy là còn có cả một đội ngũ những người hỗ trợ người nhiễm SARS-CoV-2. Đó là những người hỗ trợ từ xa, đúng không ạ? Hỗ trợ từ xa là theo dõi tình trạng sức khỏe, rồi tư vấn từ xa. Hoặc là những cái trường hợp mà cần phải hỗ trợ trực tiếp thì cái người hỗ trợ, nhân viên y tế, đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ trực tiếp sẽ đến tận nơi để mà xử lý những tình trạng cấp cứu, vận chuyển những người nhiễm mà có tình trạng cấp cứu đến bệnh viện và định kỳ lấy mẫu xét nghiệm ở tại đâu, ở tại 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 hộ gia đình, đúng không ạ? Và để mà người nhiễm SARS-CoV-2 trước khi đến bệnh viện có thể vào viện một cách thuận lợi thì không thể thiếu được vai trò của một bộ phận điều phối nhập viện. Cái bộ phận điều phối nhập viện này thì hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Và đây là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị khán giả trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất mong muốn được nghe ý kiến trao đổi thì chúng ta cùng thảo luận chia sẻ tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia về những thông tin hữu ích mà chuyên gia đã mang lại cho quý vị khán giả. Sau đây thì chúng tôi xin gửi tới chuyên gia một vài những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi đến cho chương trình ạ. À, vâng, chúng tôi cũng sẵn lòng ạ. Vâng, anh Thái, anh có thể tắt xe được không ạ? Tắt xe màn hình ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, câu hỏi, một cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi nhận được ở trên trang Facebook Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo Tuyến, đó là của một bạn tên là Thu Đức Nguyễn ạ. Có hỏi rằng là nhiều người dân lo lắng muốn mua dự phòng bình oxy tại nhà, thì ý kiến chuyên gia về vấn đề này như thế nào? Vâng, thực ra trên thị trường hiện nay là có bán các bình oxy, các cái thiết bị tạo oxy, máy tạo oxy, cũng như là bình oxy, đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng có ý kiến thế này, đối với cả những người bệnh mãn tính mà cần phải thở oxy, ví dụ như người bệnh bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn, đúng không ạ?
COPD. Thì những cái trường hợp mà bệnh mãn tính như vậy đòi hỏi phải có sự cung cấp oxy ổn định trong một thời gian dài thì chúng ta có thể sử dụng bình oxy. Tuy nhiên thì đối với cả bệnh COVID-19 thì chúng tôi cũng nhấn mạnh là không phải trường hợp nào bị COVID-19 cũng cần phải thở oxy. Bên cạnh đấy, những trường hợp mà bị COVID-19 cần phải thở oxy thì thực sự là phải có vai trò của người thầy thuốc, cái người bác sĩ trong việc là chỉ dẫn thở oxy mức độ bao nhiêu là vừa phải, thở oxy mức độ như thế nào là đúng đắn. Và nếu như thở oxy ở nhà, thở oxy mà không có được sự kiểm soát của người thầy thuốc thì nguy cơ cũng rất là cao, đúng không ạ? Nguy cơ lớn nhất trong trường hợp này đó là gì? Là thở oxy nhưng mà không làm cho người bệnh đủ oxy và dễ dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng. Khi đến bệnh viện thì đã muộn rồi. Vâng, một bạn khán giả tiếp theo thì có một câu hỏi là em xin hỏi, vậy bệnh nhân cần mua thêm máy đo SpO2 ở nhà để góp phần theo dõi không ạ? Đây có phải là tiêu chí quan trọng nhất không so với thông số tuổi và bệnh nền? Vâng, chúng tôi thì nói luôn thế này là đấy, hiện nay thì phương tiện kỹ thuật hiện đại. Trước đây cái thời mà chúng tôi ngày xưa đi học ấy thì là mua một cái máy đo SpO2 tính đến hàng triệu đồng, thậm chí là còn đắt hơn nữa. Thế thì hiện nay thì cái giá thành để mà mua một cái đầu đo, một cái máy đo SpO2 nó khá là rẻ, đúng không ạ? Nó chỉ trong vòng độ vài trăm nghìn thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được. Và chúng tôi cũng nghĩ thế này là đấy sẽ là một cái phương tiện kỹ thuật, nó giống như là một cái để mà thu thập thêm cái dấu hiệu sống, thêm những cái dấu hiệu giống như những cái dấu hiệu như là nhiệt độ ở nhà. Do đó thì chúng tôi khuyên là nếu như những ai mà có điều kiện về mặt kinh tế, tức là vài trăm nghìn đấy ạ, thì nên mua một cái đầu đo SpO2 để có thể đo, để đánh giá được cái độ bão hòa oxy của mình. Đặc biệt khi mà nhiễm SARS-CoV-2 thì đây là một cái chỉ điểm để cho chúng ta biết được là ta đã bước vào giai đoạn triệu chứng ở mức độ trung bình hay chưa, để mà có những cái quyết sách, để mà có những cái giải pháp phù hợp về mặt y tế. Vâng, bạn Kim Nhật Nguyễn thì có một câu hỏi là hạ sốt ngoài paracetamol có thể dùng được nhóm SSAID không anh? Vâng, thì thực ra chúng ta có nhiều thuốc hạ sốt. Thế thì thuốc hạ sốt paracetamol mà chúng tôi đưa ra là thuốc hạ sốt nó khá là phổ biến, và nó so với các loại thuốc hạ sốt khác, so với các cái loại thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm khác thì nó dường như nó an toàn hơn. Vâng, có bạn Huyền Phạm thì mong muốn chuyên gia giải đáp cho một câu hỏi có liên quan đến vaccine COVID ạ. Đó là bệnh nhân thay van tim và dùng thuốc chống đông thì có tiêm được vaccine phòng COVID-19 không? Dạ vâng, thì chúng tôi cũng chia sẻ thì thay van tim và dùng thuốc chống đông thì không phải là chống chỉ định, không phải là yếu tố phải trì hoãn để tiêm vaccine phòng COVID-19. Do vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tiêm được ạ. Vâng, bạn Kim Đôn thì có một câu hỏi muốn gửi đến chuyên gia, đó là các trường hợp hạ oxy máu không triệu chứng tại nhà, có làm sao để phát hiện được các trường hợp hạ oxy máu không có triệu chứng tại nhà khi các phương tiện như SpO2 không có? Vâng, thì chúng tôi cũng chia sẻ thế này, chúng ta nói là hạ oxy máu không có triệu chứng thì cũng không đúng ạ. Vâng, vấn đề chỗ là chúng ta chưa phát hiện ra cái triệu chứng đấy thôi, đúng không ạ? Thế thì muốn phát hiện ra triệu chứng đấy thì chúng ta phải tỉ mỉ hơn, phải hỏi nhiều hơn. Ví dụ như là cái cảm giác mà chúng tôi vừa chia sẻ, cảm giác mệt đấy, mệt là một cái cảm giác mà nhiều khi thì chúng ta nghĩ ôi bị bệnh ai chả mệt, nhưng mệt là một cái chỉ điểm đầu tiên. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá thêm xem là cái mức độ thở như thế nào. Khi mà oxy trong máu giảm thì chúng ta sẽ thở nhanh hơn, nguyên tắc là như vậy. Khi chúng ta thở nhanh hơn thì cũng chỉ có cách là chúng ta đo nhịp thở thôi, đúng không? Đo nhịp thở thì lại không cần phải phương tiện kỹ thuật. Chúng ta chỉ cần là cái bàn tay của chúng ta sờ lên ngực để xem cái di động lồng ngực thế nào, và chúng ta nhìn vào đồng hồ, đúng không ạ? Hoặc là nhìn vào điện thoại vân vân, rất nhiều phương tiện khác nhau, rất dễ như vậy. Thì chúng ta có thể đánh giá được là vậy thì nhịp thở là bao nhiêu lần trong một phút. Tất nhiên thì có thêm phương tiện đo SpO2, độ bão hòa oxy, thì nó phản ánh nó rõ ràng hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà không có, chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể dựa trên nhịp thở, chúng ta đánh giá mức độ thở thì cũng phản ánh được cái tình trạng thiếu oxy trong máu.
Vâng, bạn Nguyễn Hồng Thái thì có gửi đến cho chương trình một câu hỏi như sau. Xin thầy chia sẻ về việc tư vấn chỉ định dùng thuốc corticosteroid cho bệnh nhân vừa nặng chưa kịp vào viện. Xin cảm ơn thầy. Vâng, thì thời gian vừa qua chúng tôi cũng chia sẻ là chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều các câu hỏi, không phải ở Việt Nam đâu. Nếu mà ở Việt Nam thì chúng tôi đều khuyên là phải đến cơ sở y tế thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Thì chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi thì chúng tôi phải tư vấn cho anh chị em kiều bào ở Myanmar. Rất là khó khăn ở bên Myanmar là bên đó thì người ta, cái việc mà người ta được nhập viện nó khó khăn lắm vì hệ thống y tế bên đó thì cũng bị quá tải rất là nhiều. Và hầu hết các trường hợp người Việt ở bên đó mà bị COVID thì đều không được nhập viện, đúng không ạ? Rất là nhiều lý do khách quan. Thế thì những trường hợp như vậy thì nếu như mà chúng tôi đánh giá người ta có thể là đo SpO2 ở nhà, đếm nhịp thở ở nhà, kể triệu chứng rất là rõ ràng, thì nếu như mà bước vào tình trạng bệnh chúng tôi xác định là mức độ bắt đầu trung bình rồi, bắt đầu từ mức trung bình rồi, khó thở rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó là có chỉ định sử dụng thuốc corticoid, thuốc chống viêm. Thì cái chỉ định mà sử dụng thuốc corticoid, thuốc chống viêm trong trường hợp này thì phải đặt ra, phải đưa người bệnh vào bệnh viện thì chúng ta mới chỉ định. Nhưng lý do khách quan không cho phép để mà thực hiện cái việc điều trị trong bệnh viện thì mới điều trị tại nhà, đúng không ạ? Thế thì cái việc chỉ định đấy thì ai chỉ định, người đấy phải chịu trách nhiệm. Thế khi mà chúng tôi chỉ định thì chúng tôi phải có kết nối trực tuyến với cái người nhiễm thì chúng tôi mới dám đảm bảo chắc chắn cái chỉ định của người bác sĩ ở tại Việt Nam phù hợp với cả cái người bệnh, cái kia người kiều bào của chúng ta ở Myanmar, đúng không ạ? Thì chúng tôi lại quay lại vấn đề ở đây thì ở trong Việt Nam của chúng ta hiện nay thì chắc chưa phải có cái tình trạng này đâu. Chúng tôi nói luôn như vậy là những trường hợp mà có diễn biến đến mức độ trung bình rồi, chuyển sang mức độ nặng rồi thì đều có thể đưa đến bệnh viện. Và hệ thống bệnh viện của chúng ta hiện nay mặc dù là ở một số tâm điểm dịch có thể là quá tải nhưng vẫn không phải ở mức độ là không thu dung được những trường hợp nặng để phải điều trị corticoid tại nhà. Thì ở đây chúng tôi một lần nữa khuyến cáo là sử dụng thuốc là con dao hai lưỡi. Sử dụng thuốc nó có rất là nhiều bất cập và chúng tôi khuyên người nhiễm SARS-CoV-2 không tự sử dụng thuốc corticoid tại nhà mà cần phải có sự chỉ dẫn của người thầy thuốc, sự theo dõi của người thầy thuốc, nhất là trong môi trường bệnh viện. Thế đó. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Một bạn đồng nghiệp trong ngành y có tên là Nguyễn Tú thì muốn biết rằng là chỉ số SpO2 ở bệnh nhân bao nhiêu thì xuất hiện khó thở. Vâng, cái này thì nó cũng thay đổi rất là nhiều. Nhiều trường hợp thì cái cảm giác khó thở chỉ xuất hiện nhiều khi SpO2 xuống dưới đến 80% rồi, dưới 90%, 80% rồi thì mới xuất hiện khó thở, cảm giác khó thở, đúng không ạ? Tuy nhiên cái việc mà chúng ta đo nhịp thở, nhiều người là gì, nhịp thở có thể thở vô tình, thở nhanh hơn 25 lần, 30 lần nhưng mà cái cảm giác khó thở chưa xuất hiện, đúng không? Thế thì nếu như mà trong trường hợp mà cái cảm giác khó thở chưa xuất hiện nhưng chúng ta có một cái thói quen, hướng dẫn người nhiễm SARS-CoV-2 có một thói quen đo nhịp thở hàng ngày thì chúng ta vẫn có thể phát hiện được sớm hơn những trường hợp mà có thay đổi về oxy hóa, oxy máu ở trong cơ thể. Vâng, bạn Phạm Huệ thì mong muốn được chuyên gia tư vấn về phụ nữ có thai thì có thể dùng được những thuốc nào ạ? Vâng, thế thì chúng tôi cũng chia sẻ là người phụ nữ mang thai ấy, thì là do là có cái nguy cơ là ảnh hưởng đến thai nhi cho nên là có nhiều thuốc không sử dụng được và cũng có những thuốc mà được phép sử dụng ở người phụ nữ mang thai. Thế thì cái câu hỏi của bạn rất là rộng, rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau thì ở đây thì chúng tôi cũng không thể nói được một cách chúng tôi không thể nói được là 5.000 thuốc, 10.000 thuốc ở trên thế giới thì những loại thuốc nào sử dụng được cho người phụ nữ mang thai. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang nói ở đây là người nhiễm SARS-CoV-2 thì chúng tôi nói luôn là paracetamol là thuốc có thể sử dụng được cho người phụ nữ mang thai. Vâng, bạn Trang Nguyễn thì cũng muốn hỏi bác sĩ một chút về cái tiêm vaccine ạ. Đó, phản vệ độ 2 trở lên với bất cứ dị nguyên nào thì chống chỉ định tiêm phòng vaccine ạ. Vâng, thì cái này cũng là cái vấn đề mà đang gây tranh cãi rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái thời gian gần đây khi mà có những cái trường hợp mà có tiền sử dị ứng nặng đối với cả tôm cua rồi các cái loại thực phẩm. Thế rồi những cái trường hợp mà thậm chí là dị ứng thời tiết
nhiều khi là cũng không được tiêm vaccine COVID-19. Ở đây chúng tôi cũng chia sẻ luôn là theo hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng COVID-19 thì những trường hợp mà phản vệ với bất kỳ dị nguyên nào từ độ 2 trở lên, có tiền sử phản vệ với bất kỳ dị nguyên nào từ độ 2 trở lên thì đều không được, đều là chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn rộng hơn ở các nước xung quanh chúng ta, đặc biệt là các nước phát triển, các nước tiên tiến mà đã từng tiêm hàng triệu liều vaccine cho người dân, thì ở các nước đó thì người ta cũng không đặt ra vấn đề quá là ngặt nghèo như chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới khi mà hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm được sửa đổi, thì cái điểm này sẽ chỉ còn là những trường hợp mà có tiền sử phản vệ độ 2 với thành phần của vaccine thì lúc đó chúng ta mới không tiêm, đúng không ạ? Thế còn thì những cái trường hợp mà dị ứng thức ăn, dị ứng thời tiết, rồi kể cả tiền sử trước đây dị ứng nặng do bất kỳ một cái tác nhân nào khác không phải vaccine thì cũng ở các nước ấy thì cũng không phải là chống chỉ định. Thì có lẽ là thời gian tới thì chúng ta cũng là theo cái xu thế toàn cầu, theo cái xu thế quốc tế thôi, chứ một mình Việt Nam của chúng ta cũng không thể nào đi ngược lại cái xu thế chung của toàn cầu được. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, vì thời lượng của chương trình cũng có hạn thì sau đây chúng tôi sẽ gửi đến chuyên gia câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đó là khi được chỉ định điều trị tại nhà, sau khi nằm viện thì bệnh nhân có khả năng lây virus cho người khác không? Vâng, thế thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn đấy là cái quyết định ở các cơ quan quản lý y tế về vấn đề là người nhiễm SARS-CoV-2 sau cái thời gian nằm viện 10 ngày được ra viện rồi sau đó là đưa về điều trị tiếp tục ở nhà, đúng không ạ? Sau cái thời gian nằm viện có thể là thời gian còn ngắn hơn cả 10 ngày nữa cơ, thì đã được đưa ra viện và đưa về điều trị tại nhà, thì nó dựa trên cái căn cứ là nhiều nước hiện nay thì cũng có cái cách tiếp cận giống như chúng ta. Thế và cái cách tiếp cận này thì dựa trên một là quan sát, hai là nghiên cứu, là người ta nhận thấy là những người đó không còn nguy cơ lây cho những người khác. Khi không còn nguy cơ lây cho những người khác thì trong trường hợp này hoàn toàn là có thể theo dõi tại cộng đồng, theo dõi tại nhà, đúng không? Thế thì cái chỉ điểm nào là cái mà chúng ta lưu ý? Thì trước đây ấy, thì là chúng ta cứ xét nghiệm PCR và cứ PCR dương tính thì chúng ta nghĩ là nó còn có nguy cơ lây. Tuy nhiên thì PCR dương tính nhưng mà ở cái số chu kỳ nhân lên nó rất là cao, tức là nồng độ virus, nồng độ của cái vật liệu di truyền của virus ở trong mẫu nó rất là thấp thì cái nguy cơ lây là hoàn toàn không không thể có, không xảy ra, đúng không ạ? Thì đấy là cái chỉ điểm mà chúng ta yên tâm. Trước đây thì nhiều khi là chúng ta lưu người bệnh ở trong bệnh viện để theo dõi đến hàng tuần lễ thì cứ xét nghiệm PCR nó vẫn còn dương tính, nhưng mà ở cái mức độ dương tính rất là yếu, nhưng mà nhiều người chúng ta vẫn cứ sợ là dương tính thì vẫn là dương tính vẫn là khác biệt với âm tính, đúng không ạ? Nhưng thực sự cái dương tính yếu với cái CT cao, với cái số chu kỳ nhân lên rất là cao trên 30 thì thực sự là không có nguy cơ lây, thì mọi người cũng yên tâm như vậy. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì chúng tôi có nhận được cũng khá nhiều câu hỏi của quý vị liên quan đến việc dinh dưỡng dành cho bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi này đến chương trình tư vấn cùng chuyên gia lần sau với chuyên gia dinh dưỡng và chủ đề dinh dưỡng cho những người mắc bệnh COVID-19 ạ. Vâng, chương trình ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái đã tham dự chương trình và mang đến cho quý vị khán giả rất nhiều những thông tin bổ ích. Vâng, quý vị khán giả thì đừng bỏ lỡ những chương trình tư vấn cùng chuyên gia của chúng tôi giai đoạn này, vì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị rất nhiều những kiến thức liên quan đến dịch bệnh. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và chúc chuyên gia thật nhiều sức khỏe ạ. Xin chào, vâng, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn, xin chào quý vị khán giả. Vâng, hẹn gặp lại và kính chào tạm biệt ạ.